Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự tối nay, thứ Bảy, ngày 22 tháng 12 năm 2018 của Đài Phát thanh Truyền hình Hưng Yên. Chương trình có những nội dung chính sau đây. Khai mạc kỳ thi nâng ngạch lên chuyên viên chính trong các cơ quan của Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội. Huyện Tiên Lữ thu ngân sách đạt 340% kế hoạch giao. Chi hội nghề mộc mỹ nghệ thôn Thụy Lân, xã Thanh Long giúp nhau cùng phát triển. Hiệu quả tích cực từ đề án thu hút sinh viên tốt nghiệp đại học về công tác tại xã ở huyện Khoái Châu. Thiếu tá bác sĩ Trần Anh Tạo tận tụy với người bệnh. Bắt quả tang cơ sở giặt mài có hành vi xả nước chưa qua xử lý ra môi trường. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay, Hội đồng thi nâng ngạch và xét thăng hạng năm 2018 tổ chức lễ khai mạc kỳ thi nâng ngạch lên chuyên viên chính trong các cơ quan của Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội. Dự hội nghị có các đồng chí Đỗ Xuân Tuyên, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, Chủ tịch Hội đồng thi nâng ngạch và xét thăng hạng năm 2018, Lê Văn Hưng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Hội đồng thi. Kỳ thi nâng ngạch công chức từ chuyên viên lên chuyên viên chính có 12 thí sinh dự thi. Trong thời gian 2 ngày, các thí sinh sẽ phải trải qua các môn thi kiến thức chung, thi nghiệp vụ, tin học và ngoại ngữ. Phát biểu khai mạc kỳ thi, đồng chí Đỗ Xuân Tuyên khẳng định kỳ thi là một trong những khâu quan trọng trong quy trình quản lý, đánh giá chất lượng và bổ nhiệm công chức. Do đó, đồng chí yêu cầu các thành viên hội đồng thi phát huy tinh thần trách nhiệm bám sát nội dung quy chế, quy định, thực hiện tốt chức trách nhiệm vụ được giao, đảm bảo kỳ thi diễn ra an toàn, công khai, minh bạch, khách quan. Các thí sinh nghiêm túc thực hiện đúng quy chế thi, tập trung làm bài để kỳ thi đạt kết quả cao. Bưu điện tỉnh vừa tổ chức hội nghị triển khai nhiệm vụ công tác năm 2019. Dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Nguyễn Duy Hưng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh. Trong năm 2018, Bưu điện tỉnh Hưng Yên đã hoàn thành xuất sắc kế hoạch sản xuất kinh doanh với doanh thu tăng gần 50% so với năm 2017, đạt trên 247 tỷ đồng, tăng gần 20% so với chỉ tiêu kế hoạch đề ra. Tại hội nghị, thừa ủy quyền Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông, đồng chí Nguyễn Duy Hưng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đã trao cờ thi đua của Bộ cho Bưu điện tỉnh và Bưu điện huyện Yên Bí vì đã có thành tích xuất sắc trong sản xuất kinh doanh năm 2018. Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đã biểu dương kết quả Bưu điện tỉnh đạt được trong hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018. Đồng thời, năm 2019, Bưu điện tỉnh cần phát huy lợi thế với 116 điểm bưu điện văn hóa xã, phấn đấu tăng doanh thu trên 55%. Chú trọng đến công tác đào tạo cán bộ, người lao động nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ, quan tâm hơn nữa đến đời sống người lao động. Đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh nhấn mạnh, Bưu điện tỉnh cần sớm hoàn thành các điều kiện để cùng với tỉnh hoàn thành sớm trung tâm hành chính công của tỉnh, giúp giải quyết nhanh các thủ tục hành chính. Tính đến thời điểm này, Chi cục thuế huyện Tiên Lữ đã thu ngân sách nhà nước được trên 540 tỷ đồng, đạt 340% kế hoạch tổng dự toán giao. Trong đó, có nhiều sắc thuế thuộc lĩnh vực giao quản lý và thu đều hoàn thành và hoàn thành vượt cao so với kế hoạch như thu phí, lệ phí, thu ngoài quốc doanh, tiền thuê đất, thuế thu nhập cá nhân. Riêng khoản thu tiền sử dụng đất đạt 322 tỷ đồng, vượt trên 630% kế hoạch tỉnh giao. Đạt được kết quả trên là do huyện Tiên Lữ đã tích cực đẩy nhanh tiến độ đấu giá quyền sử dụng đất. Chi cục thuế để mạnh cải cách thủ tục hành chính, tăng cường tuyên truyền chính sách pháp luật về thuế. Làm tốt công tác kê khai nộp thuế và kịp thời tháo gỡ khó khăn vướng mắc để người nộp thực hiện nghĩa vụ với ngân sách nhà nước. Bên cạnh đó, công tác kiểm tra đôn đốc nợ và cưỡng chế thu hồi nợ thuế cũng được triển khai quyết liệt. Dự án quản lý tài sản đường bộ Việt Nam đoạn đi qua địa phận huyện Ân Thi được thực hiện tại các xã Quảng Lãng, Quảng Hoa Thám, Quang Vinh, Tân Phúc Bãi Sậy Phù Ủng và thị trấn Ân Thi là một dự án trọng điểm góp phần thúc đẩy sự phát triển kinh tế xã hội của huyện. Vì vậy, thời gian qua, huyện Ân Thi luôn nỗ lực đẩy mạnh công tác giải phóng mặt bằng. Tổng diện tích thu hồi phục vụ dự án là trên 28,28 ha với chiều dài khoảng 14,22 km của 1.800 hộ gia đình cá nhân nằm trong diện bị thu hồi đất, bị ảnh hưởng. Đại đa số các gia đình đều đồng tình, ủng hộ, tạo mọi điều kiện thuận lợi để các phòng ban chuyên môn của huyện Ân Thi tiến hành thực hiện đầy đủ các bước từ khâu kiểm đếm, xác định nguồn gốc đất, chuẩn bị cho công tác đền bù, giải phóng mặt bằng để bàn giao cho chủ đầu tư theo quy định.
từ năm 2015 đến tháng 11 năm 2018, Hội đồng Bồi thường Hỗ trợ và Tái định cư huyện Ân Thi bàn giao để thi công dự án với diện tích gần 26 ha, chiều dài gần 12 km, đạt trên 90% kế hoạch. Hiện nay còn vướng tại đoạn đi qua xã Phù Ủng. Huyện và xã đang tích cực tuyên truyền, vận động để 40 hộ còn lại tại địa phương hiểu và thực hiện nhằm đảm bảo tiến độ bàn giao mặt bằng, thực hiện dự án. Hơn một tháng nữa là đến Tết Nguyên đán. Hiện nay, một số làng nghề trên địa bàn huyện Văn Lâm đang tập trung sản xuất để phục vụ nhân dân trong dịp Tết. Càng gần Tết Nguyên đán, không khí lao động sản xuất tại các làng nghề càng trở nên hối hả, nhộn nhịp. Đặc biệt, tại các làng nghề đúc đồng thôn Lộng Thượng, nấu rượu mộc dân dụng thôn Ngọc ở xã Lạc Đạo, may ra thôn Ngọc Loan, làng đào thôn Ngọc Đà, xã Tân Quang. Người dân các làng nghề đang tranh thủ thời tiết, triển khai kế hoạch sản xuất hợp lý để có đủ sản lượng hàng hóa phục vụ thị trường Tết Nguyên đán. Một số hộ sản xuất đã bắt đầu chuẩn bị hàng phục vụ Tết ngay từ tháng 8, tháng 9 âm lịch. Thời điểm hiện tại, phần lớn các đơn bán buôn đều đã hoàn thành, các cơ sở đang tập trung sản xuất phục vụ khách lẻ. Để đảm bảo thời hạn, công nhân thường xuyên phải tăng ca sản xuất. Nhờ ứng dụng khoa học kỹ thuật, đầu tư thiết bị máy móc, hàng hóa năm nay có hình thức mẫu mã đẹp, chất lượng, giá cả ổn định, đáp ứng yêu cầu thị trường. Được thành lập từ năm 2014, Chi hội Nghề mộc Mỹ Nghệ thôn Thụy Lân của Hội Nông dân xã Thanh Long, huyện Yên Mỹ thu hút được 106 thành viên góp phần phát triển thương hiệu làng nghề. Các hội viên là chủ các xưởng làm nghề mộc tại thôn, nhiều xưởng có quy mô lớn như xưởng của anh Nguyễn Văn Trường, Nguyễn Đăng Phóng, Nguyễn Quốc Tuyển. Doanh thu của các thành viên đạt 400 triệu cho đến 20 tỷ đồng trên năm, thu nhập bình quân từ 8 đến 12 triệu đồng một người trên tháng. Tham gia chi hội, các thành viên được định hướng sản phẩm, liên kết sản xuất, học hỏi kỹ thuật và vay vốn. Có 4 hội viên khó khăn được vay 30 triệu đồng từ quỹ chi hội. Ngoài ra, các thành viên đang được vay vốn tín chấp của Ngân hàng Nông nghiệp 200 triệu đồng, quỹ tín dụng xã Thanh Long với hạn mức tối đa 400 triệu đồng. Nhờ đó, trong những năm gần đây, có hơn 20 máy tiện công nghệ cao, nhiều máy tiện tự động, máy đục đã được các hội viên đầu tư. Từ đó, chất lượng sản phẩm đồng đều, đẹp. Các sản phẩm chủ lực của làng nghề gồm có giường tủ, bàn ghế, đồ thờ, nội thất gia đình, đồ dát vàng, tân cổ điển. Thị trường tiêu thụ ở các tỉnh thành phía Bắc nay đã phát triển sang một số tỉnh phía Nam. Những năm gần đây, nhiều hộ dân ở xã Nhật Quang, huyện Phù Cừ không ngừng mở rộng diện tích trồng cây bí ngô vụ đông. Hiện nay, người dân đang thu hoạch bí ngô cho hiệu quả kinh tế khá. Toàn xã Nhật Quang trồng hơn 200 mẫu bí ngô. Đây được coi là cây vụ đông chủ lực của địa phương trong nhiều năm trở lại đây. Nhiều hộ dân trồng với diện tích lớn trên 2 mẫu, như hộ bà Nguyễn Thị Tĩnh, ông Nguyễn Văn Yêm, Lê Thanh Nghị, Phạm Văn Hân. Từ cuối tháng 8 âm lịch, người dân bắt đầu trồng bí sau 45 ngày cho thu hoạch bí ngô non, 80 ngày thu hoạch bí ngô già. Bình quân mỗi sào người dân thu được 6 tạ quả, với giá bán 7.000 đồng một kg, trừ mọi chi phí cho thu lãi khoảng 4 triệu đồng một sào. Thưa quý vị và các bạn, nhờ làm tốt khâu rà soát từng lĩnh vực thiếu để tuyển dụng đúng người, đúng việc, phù hợp với chuyên môn đào tạo, nên đề án thu hút sinh viên tốt nghiệp đại học chính quy về làm công chức tại xã thị trấn trên địa bàn huyện Khoái Châu đã phát huy hiệu quả tích cực, giúp đẩy nhanh xử lý công việc tại địa phương. Các sinh viên tốt nghiệp thu hút về xã chủ yếu học Đại học Luật, Đại học Lao động Thương binh và Xã hội và Học viện Nông nghiệp. Nhờ được bố trí làm đúng việc phù hợp với chuyên môn được đào tạo, chủ yếu là về lĩnh vực tài chính, đất đai, văn phòng, tư pháp, chế độ chính sách, nên các sinh viên đã bắt nhịp nhanh với công việc khi được phân công giải quyết, trực tiếp góp phần đẩy nhanh tốc độ xử lý công việc tại địa phương, nâng cao chất lượng đội ngũ công chức cấp xã cả trước mắt cũng như lâu dài về sau này. Qua quá trình đánh giá, đối với hai đồng chí này thực hiện nhiệm vụ sau khi được tuyển thì chúng tôi thấy rằng cái công việc giao cho các đồng chí này thì đều hoàn thành rất tốt và đảm bảo các cái tiến độ về thời gian cũng như là chất lượng của các công việc được giao. Qua hai giai đoạn thực hiện của đề án, từ năm 2009 đến năm 2011 và từ năm 2012 đến năm 2015, các xã thị trấn trên địa bàn huyện Khoái Châu đã thu hút được 79 sinh viên. Đến nay 62 trường hợp được bố trí đảm nhiệm chức danh công chức xã, còn 17 trường hợp đang làm công chức dự bị. Căn cứ vào thực tế số cán bộ sắp nghỉ hưu, chuyển công tác tại xã đến năm 2019, 17 trường hợp này sẽ được sắp xếp bố trí để đảm nhiệm chức danh công chức xã, phù hợp với chuyên môn đào tạo. Sáng ngày 21 tháng 12,
Chi cục dân số kế hoạch hóa gia đình tổ chức kỷ niệm Ngày Dân số Việt Nam 26 tháng 12, tổng kết công tác dân số kế hoạch hóa gia đình năm 2018. Trong năm 2018, công tác dân số kế hoạch hóa gia đình đạt được nhiều kết quả tích cực. Tiếp tục chuyển trọng tâm chính sách dân số từ kế hoạch hóa gia đình sang dân số và phát triển, khống chế mức sinh tự nhiên dưới 1%. Bộ máy hoạt động được sắp xếp theo hướng tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả. Các đề án, dự án về dân số kế hoạch hóa gia đình được chú trọng triển khai. Năm 2018, toàn tỉnh có trên 16.000 trẻ em được sinh ra. Tỷ lệ phát triển dân số tự nhiên là 0,75%. Tỷ lệ mất cân bằng giới tính khi sinh giảm so với năm 2017 nhưng vẫn ở mức cao, 118 bé trai trên 100 bé gái. Tỷ lệ sinh con thứ ba tiếp tục tăng, chiếm 19%. Ngày 22 tháng 12, tức ngày 16 tháng 11 âm lịch, Ban Quản lý Khu Di tích Quốc gia đặc biệt Phú Hiến tổ chức khai mạc lễ hội truyền thống Đền Mây kỷ niệm 1035 năm ngày mất Đức Thánh Phạm Bạch Hổ. Đền Mây tọa lạc tại khu phố Đằng Châu, phường Lam Sơn, thành phố Hưng Yên, thờ tướng quân Phạm Bạch Hổ. Ông xuất thân trong gia đình nông dân, quê ở Đằng Châu, xã Ngọc Đường, nay thuộc thôn Đằng Châu, phường Lam Sơn. Phạm Bạch Hổ từng làm hào trưởng đất Đằng Châu, theo giúp Tương Đình Nghệ. Phạm Bạch Hổ đã góp công lớn cùng chủ tướng Ngô Quyền trong chiến thắng Bạch Đằng lịch sử năm 1938, đánh tan quân Nam Hán trên sông Bạch Đằng, mở ra thời kỳ độc lập của dân tộc sau gần 1.000 năm Bắc thuộc. Khi hậu Ngô Vương mất, các hào kiệt cả nước cùng nổi lên cát cứ, Phạm Bạch Hổ đã chấn giữ vùng cửa biển sông Hồng, cửa ngõ quan trọng vào thành Đại La, là thủ lĩnh của một trong 12 sứ quân cát cứ vùng Đằng Châu lúc bấy giờ. Năm 1968, Đinh Bộ Lĩnh đại loạn xong lên ngôi, tức là vua Đinh Tiên Hoàng. Phạm Bạch Hổ được phong là thân vệ đại tướng quân, ông đã góp sức củng cố triều đại Đinh Lê. Phạm Bạch Hổ mất tại quê nhà, thọ 62 tuổi. Vua Lê Hoàn đã sắc cho nhân dân lập đền thờ, các triều đại phong kiến đều phong tặng ông là khai thiên hộ quốc tối linh thần. Đền Mây là di tích còn bảo lưu được nhiều cổ vật. Lễ hội Đền Mây tổ chức hàng năm thu hút đông đảo nhân dân địa phương và du khách thập phương về dâng hương dự hội. Thưa quý vị và các bạn, nhân kỷ niệm 74 năm ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam, 29 năm ngày Hội Quốc phòng Toàn dân, mời quý vị và các bạn cùng làm quen với thiếu tá bác sĩ Trần Anh Tạo, bệnh xá trưởng bệnh xá Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, người luôn ân cần trong giao tiếp, nói năng nhẹ nhàng, cẩn trọng và chính xác trong từng công việc, tỉ mỉ chăm chút từng người bệnh. Sau khi tốt nghiệp Học viện Quân y, thiếu tá bác sĩ Trần Anh Tạo được cấp trên điều động về Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Hưng Yên. Đến năm 2012, anh được bổ nhiệm bệnh xá trưởng. Ngày mới về, điều kiện cơ sở vật chất trang thiết bị y tế còn rất nhiều thiếu thốn, khiến anh và các đồng nghiệp không khỏi lo lắng. Để nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, anh đề xuất với cấp trên khuyến khích động viên anh em tự học tập nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ để kịp thời nắm bắt được những tiến bộ của y học. Trong những năm qua, bệnh xá đã duy trì tốt hoạt động khám sức khỏe định kỳ cho 100% cán bộ quân nhân chuyên nghiệp trong toàn tỉnh. Bên cạnh đó, bệnh xá còn tổ chức nhiều đợt khám bệnh, cấp thuốc miễn phí cho nhân dân trong tỉnh. Trung bình mỗi tháng, bệnh xá đón tiếp trên 500 lượt người dân địa phương các xã lân cận như Phương Triều, Thủ Sĩ, Tân Hưng, Hải Triều đến thăm khám. Nhà nên bản thân tôi ốm, tôi cũng lên cơ quan chỗ bác sĩ Tạo để tôi chữa. Còn bốn đứa cháu nội tôi ốm thì tôi cũng toàn cho cháu lên trên này. Qua những lần thăm khám này, nói chung là tất cả các bác ở đây rất tận tình, nhất là bác Tạo, bác sĩ Tạo rất tận tình đến bản thân tôi và các cháu. Năm 2018, thiếu tá bác sĩ Trần Anh Tạo còn tham gia dự thi sáng kiến cải tiến mô hình trang thiết bị hậu cần, trong đó anh tham gia đề tài sáng kiến cải tiến nẹp cố định gãy xương tạm thời dùng trong quá trình hành quân cho các cán bộ chiến sĩ. Bộ dụng cụ được thiết kế mới với nhiều tính năng ưu việt, khắc phục được nhược điểm của các phương pháp hiện đang áp dụng. Các loại nẹp thường dùng cố định tạm thời gãy xương như nẹp tre, nẹp gỗ khá cồng kềnh. Khi tiến hành cố định tạm thời gãy xương, nhân viên quân y phải tiến hành rất nhiều bước với các thao tác kỹ thuật khó khăn và kém an toàn. Bộ đai nẹp của thiếu tá bác sĩ Trần Anh Tạo được thiết kế nhỏ gọn, giúp kỹ thuật cố định được an toàn. Với sáng kiến này, anh được Bộ Tư lệnh Quân khu 3 đánh giá cao và đạt giải B trong hội thi. Trong chiến đấu đấy, dùng nẹp gỗ, nẹp tre để khi bộ đội bị gãy chân, gãy tay, đấy là người ta dùng cái nẹp đó, ta cố định tạm thời, ta vận chuyển về tuyến bệnh viện. Đấy thì là cái nẹp ấy là nó rất cồng kềnh, to, đấy, to cồng kềnh gấp 5 gấp 6 lần cái nẹp đấy cơ.
Bây giờ tôi chế biến lại cái nẹp rất nhỏ. Đấy, các cái y tá, y sĩ mang đi đảm bảo cho trên chiến trường ấy để băng bó cấp cứu đấy. Thì nó rất gọn nhẹ. Thấm nhuần sâu sắc tinh thần gần gũi nhân dân, phục vụ nhân dân. Trong những năm qua, thiếu tá bác sĩ Trần Anh Tạo luôn chủ động xây dựng các chương trình, kế hoạch tham mưu cho Đảng ủy, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, tổ chức các đội công tác về cơ sở khám bệnh, tư vấn chăm sóc sức khỏe cho nhân dân. Việc làm này đã góp phần thắt chặt mối quan hệ đoàn kết, gắn bó keo sơn giữa quân với dân. Vào khoảng 22 giờ đêm ngày 20 tháng 12, tổ công tác của Phòng Cảnh sát Môi trường phối hợp với Công an huyện Mỹ Hào và Công an xã Hương Long đã bắt quả tang cơ sở giặt mài đóng trên địa bàn xã Hương Long đang có hành vi xả nước thải chưa qua xử lý ra môi trường. Cơ sở giặt mài trên nằm trong khu trang trại Hồng Châu thuộc thôn Đống Thanh, xã Hương Long, huyện Mỹ Hào. Chủ cơ sở là ông Nguyễn Cao Tường, sinh năm 1976, trú tại xã Dị Tử, huyện Mỹ Hào. Tại thời điểm kiểm tra, cơ sở giặt mài này có 8 công nhân đang làm việc và hệ thống máy móc đang trong quá trình hoạt động. Theo ghi nhận của phóng viên, nước thải ở đường xả thải chính của cơ sở giặt mài này có màu xanh đen và rất nhiều bọt chảy thẳng ra hệ thống kênh Trần Thành Ngọ. Kiểm tra tại cơ sở, cơ quan công an phát hiện trong quá trình sản xuất, cơ sở giặt mài của ông Tường dùng một lượng lớn hóa chất để giặt mài và nhuộm quần bò. Phòng Cảnh sát Môi trường Công an tỉnh đã lấy mẫu nước thải để trưng cầu giám định làm căn cứ xử lý. Hiện cơ quan công an đã tiến hành lập biên bản, đồng thời yêu cầu cơ sở này dừng ngay việc hoạt động, chấm dứt hành vi vi phạm. Trong năm 2018, lực lượng thanh tra giao thông tỉnh đã phát hiện xử lý gần 600 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông với số tiền xử phạt gần 5,5 tỷ đồng. Ngoài xử phạt hành chính, lực lượng chức năng đã tước giấy phép lái xe, chứng chỉ hành nghề và giấy chứng nhận kiểm định, tem kiểm định, phù hiệu đối với 226 trường hợp vi phạm. Đáng chú ý đã xử phạt trên 400 trường hợp xe ô tô chở quá khổ quá tải với số tiền xử phạt gần 5 tỷ đồng. Để ngăn chặn tình trạng xe quá khổ quá tải vẫn lén lút hoạt động, với mục tiêu giảm dần tiến tới chấm dứt tình trạng xe quá tải tham gia giao thông, ngoài trạm cân lưu động do Tổng cục Đường bộ cấp, mới đây Ủy ban nhân dân tỉnh cũng đã trang bị cho lực lượng thanh tra giao thông tỉnh hai bộ cân điện tử không dây với kinh phí gần 2 tỷ đồng từ nguồn ngân sách tỉnh để đơn vị này thuận lợi trong quá trình thực hiện. Theo báo cáo của Công an huyện Ân Thi, trong năm 2018, trên địa bàn huyện đã xảy ra 18 vụ tai nạn giao thông, làm 15 người chết, 8 người bị thương, so với năm 2017, tăng 6 vụ, tăng 4 người chết, tăng 2 người bị thương. Qua công tác điều tra, nguyên nhân của các vụ tai nạn giao thông là do ý thức chủ quan của người tham gia giao thông còn kém, đi không đúng phần đường quy định, không chú ý quan sát, phóng nhanh vượt ẩu. Mặt khác, hiện nay trên địa bàn huyện Ân Thi có hai tuyến đường đang thi công, đó là quốc lộ 38 mới và tuyến đường nối hai đường cao tốc Hà Nội - Hải Phòng và Pháp Vân - Cầu Rẽ chưa được đi vào sử dụng nên chưa có biển báo hiệu đường bộ. Đây cũng là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến các vụ tai nạn giao thông. Thống kê trong tổng số 18 vụ tai nạn giao thông xảy ra trong năm 2018 ở huyện Ân Thi thì có 3 vụ xảy ra trên hai tuyến đường nói trên, làm chết 3 người, làm bị thương 1 người và 3 vụ tự nạn, làm chết 3 người, làm bị thương 1 người. Trong năm 2018, tai nạn giao thông trên địa bàn tỉnh giảm ở cả 3 tiêu chí nhưng diễn biến vẫn hết sức phức tạp, đặc biệt là những tháng cuối năm tai nạn giao thông có chiều hướng gia tăng. Cụ thể, trong năm 2018, toàn tỉnh xảy ra 158 vụ, là 112 người chết, 112 người bị thương. So với năm 2017, tai nạn giao thông giảm 1 vụ, giảm 2 người chết và giảm 1 người bị thương. Nguyên nhân xảy ra các vụ tai nạn giao thông chủ yếu là do lỗi điều khiển phương tiện, giao thông đi không đúng phần đường, sử dụng rượu bia, không làm chủ tốc độ, không đảm bảo khoảng cách an toàn, tránh vượt không đúng quy định và không chú ý quan sát khi đi qua đường ngang. Các địa phương có tình hình tai nạn giao thông phức tạp là huyện Văn Lâm, Mỹ Hào, Khoái Châu, Ân Thi và thành phố Hưng Yên. Theo đánh giá, trong năm 2018, mặc dù tai nạn giao thông trên địa bàn tỉnh giảm ở cả 3 tiêu chí, nhưng diễn biến vẫn hết sức phức tạp. Thống kê trong 3 tháng cuối năm 2018, tai nạn giao thông xảy ra nhiều và cao hơn so với những tháng trước đó. Do cái lưu lượng người tham gia giao thông trong những cái tháng cuối năm nó tăng cao, và cũng do cái ý thức của người tham gia giao thông cũng chưa tự giác chấp hành các quy định của luật giao thông đường bộ, chính vì vậy mà số vụ tai nạn giao thông
cũng có cái chiều hướng gia tăng. Thế thì để đảm bảo cho những cái tình hình trật tự an toàn giao thông trong những cái tháng cuối năm của 2018 thì cũng như là đặc biệt là trước, trong và sau cái dịp Tết Nguyên đán thì công an thành phố Hưng Yên chúng tôi cũng chủ động xây dựng cái kế hoạch cao điểm, mở đợt cao điểm để đảm bảo trật tự an toàn giao thông. Chúng tôi đã tăng cường triển khai trong cái dịp cuối năm đảm bảo Tết dương lịch như Tết Nguyên đán như mùa lễ hội đầu xuân năm 2019. Lực lượng cảnh sát giao thông công an huyện Tiên Lữ, sự chỉ đạo của lãnh đạo công an huyện đã chủ động xây dựng kế hoạch như tham mưu cho ban an toàn giao thông huyện triển khai thực hiện các cái ý kiến chỉ đạo, đặc biệt là công tác tăng cường tuần tra kiểm soát đảm bảo trật tự an toàn giao thông, làm giảm tai nạn giao thông. Để tăng cường công tác đảm bảo an toàn giao thông và tiếp tục kéo giảm tai nạn giao thông, nhất là vào thời điểm cuối năm, đặc biệt là trước, trong và sau Tết Nguyên đán, trật tự tai nạn giao thông luôn có những diễn biến phức tạp. Trong thời gian tới, đòi hỏi các cấp, các ngành và các địa phương cần tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền để người dân nghiêm chỉnh chấp hành luật giao thông. Bên cạnh đó, lực lượng chức năng tỉnh cần tập trung tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm, nhất là các tuyến đường và khu vực trọng điểm, giữ vững thường xuyên và tiếp tục thực hiện việc kiểm tra nồng độ cồn, kiểm tra tốc độ, giải quyết tình trạng lấn chiếm hành lang an toàn giao thông, siết chặt quản lý hạ tầng giao thông và hoạt động vận tải, qua đó góp phần đảm bảo an toàn giao thông một cách bền vững.